nay là ngày 22 tháng 4 năm 2020, chùa Hội Hoa Đức cùng chính quyền địa phương trao cho bộ hoàn cảnh dưới đây bạc Nguyễn Thị Hương do chị gái ẩn danh ở phương xa tài trợ là 500.000 tiền mặt lần thứ 31, và bạc Bùi Thị Lộc do em Ngọc Lâm tài trợ là 600 tiền mặt lần thứ 31, và bạc Võ Thị Hương cho em gái ẩn chánh ở Sài Gòn tài trợ là 500 tiền mặt lần thứ 31, và bạc Nguyễn Xuân Phương do Ngọc Lâm và Quỳnh Nga tài trợ là 500 tiền mặt lần thứ 21. Thì cô cũng xin đại diện cho bốn hoàn cảnh này cảm ơn bốn nhà tài trợ đã hỗ trợ cho bốn hoàn cảnh này. Chúc bốn nhà tài trợ và gia đình luôn luôn sức khỏe, an lạc, hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn sư cô, cảm ơn Hội Hữu Đức, cảm ơn chị ân nhân ở phương xa giúp mẹ con em. Cảm ơn. Dạ con nguyện làm con 600. Cảm ơn Hội Hữu Đức chùa Đồng Phú. Xin cảm ơn em gái ân nhân ở Sài Gòn tận tình giúp đỡ cho bà chị bệnh tháng 500. Xin thật cảm ơn. Em nhận dùm cho bác Phương, cảm ơn các nhà tài trợ để giúp đỡ cho bác trong những ngày tháng qua. Cảm ơn và giúp gia đình luôn khỏe mạnh. Đại diện chính quyền địa phương xin cảm ơn các nhà tài trợ đã tài trợ cho các hoàn cảnh khó khăn, xin chúc các nhà tài trợ sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Cảm ơn. Cô đơn con hả?